Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel. Và mình là Thương, chào mừng bạn tới với bài tập của ngày hôm nay. Thì bài hôm nay mình sử dụng 10 phút đầu và 10 phút cuối của cái bài tập 1 tiếng Full Power mà mình đã đăng lần trước rồi. Thì nếu bạn muốn tập nguyên 1 tiếng thì hãy check các bài tập trước nha. Còn đối với ngày hôm nay, phần ở giữa mình sẽ tập trung vào các động tác xây dựng cái cơ trung tâm, cơ cốt lõi cho bạn, đó là bằng cơ bụng, cơ mông và cơ đùi. Thì tập cho phần nhóm cơ này khỏe mạnh không những giúp cho bạn có hông nở nang hơn, phần eo nhỏ rắn chắc hơn, mà còn giúp bạn chơi các môn thể thao khác tốt hơn, tập các động tác backbend hoặc là tập các động tác khó không bị đau lưng. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình chạy thẳng ra và bắt đầu bài tập của ngày hôm nay thôi nha. Nào mọi người ngồi thẳng lưng lên. Hai cái chân đặt chéo, bạn có thể gác lên, bạn ngồi thế nào cũng được hết. Lắc lư lại cái hông, một khi mà bạn tìm được cái vị trí thoải mái cho cái hông của mình thì bạn sẽ thấy là mình ngồi được lâu hơn mà mình đỡ bị nhúc nhích. Lúc mà mình đang ngồi tập thiền, tập thư giãn á, mình sẽ hít thở, thả lỏng, thư giãn, liên kết cơ thể trong vòng 5 phút trước khi mình bắt đầu bài tập nha. Bạn để lỏng cái vai rớt về phía sau. Hai cái tay bạn mềm lên gối, để úp, để ngửa thì cũng được hết. Nào bạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một khi bạn nhắm mắt lại, bạn quan sát vào cử động của bụng và lồng ngực của mình. Hãy quan sát hơi thở đi vào qua cánh mũi của bạn, rồi thở ra qua cánh mũi đẩy hết ra ngoài. Hãy lặp lại vài nhịp như vậy, lên xuống nhịp nhàng nhẹ nhàng. Mình bắt đầu cảm giác là hơi thở và những cái cử động nhẹ của lồng ngực, của bụng đang liên kết được với nhau. Cảm giác nhịp điệu lên xuống êm và chậm. Bạn bắt đầu cảm giác cái đỉnh đầu của mình yên tĩnh hơn. Ý thức trong đầu của mình bắt đầu lan ra. Hãy cảm giác như là một bầu trời xanh rộng ra, rộng mãi ra. Bắt đầu cảm giác được sự liên kết của hơi thở, của ý thức và của cơ thể của bạn. Một vài nhịp thở nữa thôi. Và bạn úp nhẹ hai bàn tay nắm lên gối,
cảm nhận cái sự liên kết đầu tiên, bàn tay mình massage nhẹ nhàng cho cái đầu gối của mình. Và vẫn nhắm mắt, mình xoay tròn cả người mình xung quanh cả thắt lưng ha. Cố gắng rạp xuống nhiều hơn để cảm nhận cái độ rướn của lưng. Ép về phía trước, rướn về bên kia, quạt về phía sau, đưa nhiều về sau này, mình cuộn tròn lại. Rồi mình lại vòng tròn. Vòng thứ hai. Chậm rãi thôi và đem cảm giác nhiều hơn. Vòng thứ ba. Sau đó mình quay 3 vòng chiều ngược lại. Một vòng cuối cùng. Và bạn giống các đốt sống lưng, ngồi thẳng lưng. Nếu được bạn vẫn nhắm mắt, hít vào, quạt ngang hai tay vươn lên trời, rướn cao lên. Hai tay chắp trước ngực và thở dài ra. Nhịp thứ hai, hít vào, mở cẳng tay vươn vai và rướn lên. Hai tay chắp trước ngực và thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, mở cẳng tay vươn vai rướn cao lên. Sau đó chắp tay về trước ngực và thở dài. Và bạn mở mắt ra. Mình bắt đầu khởi động một chút ha. Bạn đưa hai tay về trước và vào tư thế bốn điểm. Hai bàn tay chống vuông góc, cùi chỏ tay và vai, đầu gối vuông góc, úp mu bàn chân nhẹ sàn. Hãy tập lại 3 vòng tư thế cat cow là con bò và con mèo. Bàn tay chắc, hạ eo, uốn từng đốt sống phần lưng, hít vào. Thở ra, bạn cuộn tròn lại. Cầm kéo vào ngực, dùng lực của tay này, lực của đầu gối đẩy cho cái người xa ra. Hít vào. Ỉnh cái bông, ỉnh cái eo xuống mặt sàn và rướn cái lồng ngực kéo cầm lên. Thở dài. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Thở dài, cuộn tròn lại. Sau đó bạn quay về vị trí trung tâm. Lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai, lắc qua lắc lại, lắc mềm vai ra. Sau đó bạn nhón ngón chân. Mình đẩy lên tư thế chó úp mặt đầu tiên. Bàn tay mình xòe rộng, nhón chân, đẩy mông về sau. Bạn kéo giãn hết toàn bộ người ở đây nha. Bàn tay bám vào, kéo căng lưng. Lắc mông về hai bên, lắc và kéo. Bạn cảm giác là từ cái mũi tay của mình kéo lên mông là một đường, khuỵu nhẹ hai cái đầu gối, đẩy người nhiều về sau nữa để bụng ép vào cái chân của mình, cái bắp đùi của mình, rướn ra và cố gắng chỉnh cái mông của mình cao lên. 5 4 3 2 và bạn hạ gối xuống sàn. 1, bạn từ từ chạm đầu gối xuống, lùi về, ngồi vào tư thế em bé ở cuối thảm, nhấn mông từ từ ra sau, ép trán xuống, thở dài. Mình sẽ bắt đầu 3 vòng chào mặt trời từ cuối thảm ở đây. Hai đầu gối bạn khép lại, bạn sẽ đứng lên gối và vươn tay lên trời. Nào, hít vào, nâng người, vươn cánh tay, nhìn theo mông đẩy về trước, chắp tay trên trời, rướn về phía trước, chạm bàn tay xuống sàn. Hít vào, rướn người, hạ cùi chỏ, rạp xuống, thở ra. Trượt lên từ dưới đất, hít vào, ưỡn người nâng, đùi xiết lên ốp đó. Hạ gối, lùi ngược về sau, tư thế em bé, thở ra. Nhịp thứ hai, khép đầu gối, hít vào, đẩy cái mông của bạn về phía trước, vươn cánh tay, rướn người, nhìn theo tay, cùi xuống. Thở ra, chống bàn tay, vươn người, hít vào, thở ra. Bạn hãy vào tư thế như con bò thì trườn lên dễ hơn này. Hít vào, siết lại, nâng đùi lên, lùi ngược, đẩy về
Tư thế em bé, thở ra. Vòng cuối cùng hít vào, đẩy mông về phía trước, vươn cánh tay, ổn ngực, mắt nhìn theo tay. Truồn người về phía trước, bám bàn tay. Hít vào. Thở ra. Hít vào, rướn, siết đùi và lùi về. Thế thì em bé lùi dài, thở dài về phía sau. Sau đó vươn lên. Mình quay lại tư thế 4 đệm. Bắt đầu cái phần khởi động kho đầu tiên. Bám chắc hai bàn tay. Bạn đạp ngang chân bên trái của bạn ra. Đạp ngang 90 độ thẳng hàng với cái đầu gối trái. Hai bàn tay chống chắc, nhìn về phía trước. Nào bây giờ đừng để cái lưng của mình ọng xuống ha. Nâng lên này, gồng bụng lại, siết bụng, bám chắc bàn tay. Nhìn vào một điểm trước mặt, từ từ rơi tay phải ra và chĩa thẳng về phía trước. Nhìn xuống sàn, cố gắng làm sao mà cái phần bụng, phần kho và phần lưng của mình căng lên, gồng lên. Nếu bạn thấy mình eo eo như vậy hoặc là thấy dễ quá, tức là nó đang không đúng thế rồi đó nha. Gồng chặt, nhìn về phía trước. 5 6 7 8 9 10. Hạ tay, hạ đầu gối khép vào, đổi qua bên kia, xoay về trước cho mấy bạn dễ nhìn. Mình đạp ngang chân bên phải của mình thẳng hàng với gối, gồng bụng lại, tay phải bám chắc và vươn tay trái thẳng về phía trước. Bây giờ gồng bụng lên. 5 6 7 8 9 và 10. Khép đầu gối vào, lắc lư vai và lưng, lắc qua, lắc lại hai bên của mình, lắc lỏng vai ra. Bây giờ mình sẽ vào khó hơn một chút. Đạp ngang chân bên trái của mình, bám bàn tay, nhìn về phía trước, sau đó mình dang ngang tay bên phải ra. Nào từ từ giữ nguyên chân trái, xoay tay phải lên trời, siết cái mông và đùi bên này lại, đừng để nó đẩy về phía sau ha, nó vẫn nằm ở vị trí vuông góc này. Và vươn mắt nhìn theo tay phải trên trời. 1 2 3 4 và 5. Úp ngang tay phải cho tới khi tay phải ở vị trí 90 độ. Bạn nhìn về phía trước, dồn lực qua đầu gối phải và bạn từ từ rời chân trái nhấc lên khỏi sàn. Bây giờ tay và chân đều dang ngang, gồng bụng lại, nhìn xuống. 5 4 3 2 và hạ đầu gối, hạ bàn tay, lắc nhẹ nhàng, đổi qua bên kia. Đạp ngang chân bên phải của mình, bám chắc tay phải, nhìn về phía trước. Sau khi mình hít được bụng lên chắc rồi, vươn tay bên trái lên và nhìn theo tay trái trên trời. Cố gắng tay phải chắc ha, từ cổ tay tới vai. 1 2 3 4 và 5. Úp xuống tới lúc nào mà mình thấy vai trái và tay trái thẳng hàng, nhìn về phía trước, trụ lực lên đầu gối trái, nhớ chân bên phải của mình lên. Nào gồng chặt lại. 5 4 3 2 và 1. Hạ đầu gối, hạ tay, lắc lư nhẹ nhàng, lắc qua, lắc lại lưng. Bám hai bàn tay chắc, khép hai đầu gối của mình vào, cái mu bàn chân sau vẫn giữ dưới sàn. Mình khởi động cho cổ chân một vài nhịp. Hít vào, từ vị trí này bạn nhìn xuống thấy vai và cổ tay thẳng hàng, nhấc đầu gối lên. Thở ra. Nhịp thứ hai, nhấc gối lên. Thở ra. Nhịp thứ ba, thở ra. Nhịp thứ bốn, thở ra. Nhịp cuối cùng, nhắc lên một chút thôi ha. Cố gắng cảm giác như là cái lưng của mình vẫn thẳng, cái đầu gối hơi khuỵu một chút. Siết lại. 1 2 3 4. Và hạ hai đầu gối xuống sàn. Tiếp tục tập cho phần cánh tay với trên. Đưa cái đầu gối chân phải về giữa hai cái bàn tay của mình, trượt chân trái và chống cái mũi chân trái phía sau của mình lên. Hai bàn tay bám chắc, cái đầu gối thẳng hàng với hai bàn tay phía trước nha. Nhìn về phía trước, hít vào, mình nhấc chân lên khỏi sàn và nâng cao người lên. Hít lên,
2, hít, thở ra. 3, hít, nâng lên, thở ra. 4, hít, nâng lên, thở ra. Nhịp cuối cùng hít, nâng lên và thở ra. Hạ gùi sau, bò cái chân trước ra sau. Sau đó đưa chân trái vào giữa hai bàn tay, chống mũi chân phải lên, tay bám chắc, nhìn chéo về trước. Ready, mình lên nha. Hít vào, lên. 2 3 4 lên. Nhịp cuối cùng 5. Rồi hạ xuống, rút cái đầu gối về sau, lắc lư nhẹ nhàng hông và vai, bạn để ngửa cái lòng bàn tay ngược ra để thư giãn cái cổ tay một chút, nằm ngược vào trong, mở ra. Lắc lắc và mình sẽ đẩy lên tư thế chấu, mặt duỗi mình, bám bàn tay, dạng lưng đẩy về sau, nhấn hết người, sau đó đi từ từ chân về đầu thảm của bạn. Đi cho tới lúc mà chân bạn nằm giữa hai tay, mũi chân khép lại, cúi người xuống, thở ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra mình rớt xuống. Sau đó quạt ngang hai tay, đứng thẳng người, hít vào, vươn hai tay, đứng lên nhìn theo tay, chắp trước ngực và thở dài ra. Mũi chân khép lại, hai tay chắp về trước ngực, co chân bên phải của mình lên, vươn hai tay lên trời, hít vào. Lúc này có thể chân bạn hơi bắt đầu rung rồi nè. Cúi xuống, bước chân phải về sau và thở ra. Quạt hai tay lên trời, hít vào, rướn cao lên, vặn người, tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái móc vào đùi phía sau và xoay người vặn ra sau. Xoắn ra sau, nhìn hết về phía sau. 5 6 7 8 9 10 xoay về giữa, cả hai tay của mình vươn lên. Lần này đứng thẳng đầu gối phía trước, hóp bụng vào sâu, hít vào, độ chéo người về trước 90 độ trở lại, rướn ra, gồng chặt vươn tay. 5 6 7 8 9 và 10, chạm hai bàn tay xuống, rút chân trái ra, đá lên trời, chỉa hết chân trái về phía sau, nào vươn về trước tấm ván, rời tay phải ra và vươn tay phải về phía trước, nào kéo người thành một đường. 5 6 7 8 9 và 10, hạ xuống và nằm rạp xuống sàn. Hít vào, lật ngược vươn người, rướn cao lên, lùi ngược về phía sau, đợi và dạn về tư thế chó úp mặt, duỗi mình, khuỵu đầu gối, bám hai tay. Bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm, đổ rạp xuống sàn. Hít vào, lưng vươn lên, thở ra cúi xuống, co chân trái và vươn hai tay lên trời luôn. Hít vào, đầu gối trái co, vươn hai tay lên, giữ thăng bằng. Hít sâu, thở ra. Một nhịp nữa, vươn cao cánh tay, hít sâu, bước chân trái về phía cuối thảm, nhìn về phía trước, trụ lại. Hai tay bạn vươn lên trời, đưa tay trái đặt lên gối bên phải, tay phải móc vào đùi phía sau, nào xoay người, xoay mặt nhìn vào gót chân phía sau. 1 2 3 4 và 5, quạt hai tay lên trời trở lại, hít vào và mình đứng hoàn toàn lên. Đứng bằng bàn chân trước và mũi chân sau. Lúc này gồng chặt bụng ha. Hít vào, độ chéo người về trước nè, rạp dài ra, gồng bụng rướn ra, rướn ra vươn ra. 5 4 3 2 và 1, chạm tay xuống sàn. Bạn rút chân bên phải ra, đá lên trời, chỉa hẳn chân phải lên trời. Sau đó rướn về phía trước, bám chặt tay vào tư thế tấm ván nè, siết chặt lại và vươn tay trái về trước. 5 4 3 2 và 1, đổ xuống sàn, hạ chân, hạ ngực. Hít vào, uốn lên, rắn hổ mang, rướn người lên, lùi về tư thế đào đó, mình dạn về sau, thở dài ra. Từ tư thế đào đó, mình sẽ bắt đầu cái chuỗi mà đầu gối chân này chạm vào cái cùi chỏ của tay bên kia ha. Bám hai tay chặt, bạn đá chân bên phải cao lên, hít vào, rướn chân phải, chỉ mũi chân lên, đưa về trước trong tư thế tầm ván, gác qua cái cùi chỏ của tay trái này, một nhịp nhìn về trước, đưa ra sau, đá lên trời, sau đó gác qua cùi chỏ tay phải, đưa ra sau, đá lên trời,
Và mình lặp lại ha. Hít vào. Đưa ra sau. Về trước. Đưa ra sau. Qua bên trái. Đưa ra sau. Qua bên phải. Đưa ra sau. Một vòng nữa thôi. Qua bên trái, nhìn về trước. Rồi đưa ra sau. Qua bên phải, nhìn về trước. Rồi đưa ra đá ra sau. Đổi bên. Bạn hạ chân bên phải của bạn xuống và bám cố định hai bàn tay. Mình sẽ đổi bên, đầu gối trái và quỳ chỏ tay phải trước nha. Đá chân trái cao lên. Đưa qua bên trái, bên phải một nhịp. Ra sau. Quỳ chỏ trái. Ra sau. Tiếp tục. Phải. Ra sau. Trái. Ra sau. Phải. Ra sau. Trái. Ra sau vòng cuối cùng. Phải. Ra sau. Và trái. Đưa ra sau. Sau đó quay về tư thế chỗ úp mặt. Lắc hông. Lưng vai lắc nhẹ nhàng. Vươn về phía trước. Mình vào tư thế tấm ván trở lại. Siết chặt bụng, nhìn xuống sàn. Mình lại tiếp tục nhấc từng tay lên ha. Dồn lực lên, mình đừng ẹo mông qua nha. Giữ mông cố định. Nhấc tay phải lên, hạ xuống. Nhấc tay trái lên, hạ xuống. Và tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chân, đổi qua chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đẩy về đào đó. Đẩy hết ra sau. Lắc lư nhẹ lại vai và lưng. Mình lại lặp lại một lần như vậy nữa nha. Cùng bụng chặt. Vươn về trước tấm ván. Tay phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hai chân bám chắc tay. 1, 2, 3, quạt chéo qua bạn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi đẩy lên đào đó. Đẩy hết giãn người. Rướn ra sau. Lắc hông vai. Thở dài ra. Nhịp nhịp đùi, nhịp nhịp hai cái vai và lưng của mình. Nếu mà bạn thấy mỏi quá hãy nghỉ nha. Đừng cố gắng quá sức của mình. Nghỉ rồi lần sau bạn lại tập tiếp. Lắc qua, lắc lại nhẹ nhàng. Tiếp tục, lại vươn về phía trước tấm ván. Bây giờ mình sẽ hạ đầu gối chân bên phải của mình xuống sàn. Gồng chặt bụng lại, úp chặt mu bàn chân phải. Nâng chân trái lên. Sau đó bạn khuỷu gối trái nè. Mở ngang về bên phải. Đẩy ra sau. 2, đầu gối trái khuỵu về bên trái, sorry mọi người. 2, 3, thẳng ra sau, co lên, thẳng ra sau. 4, 5, co lên, thẳng ra sau. 6, thẳng ra sau. 7, thẳng ra sau. 8, đá về sau. 9, đá về sau. Nhịp cuối cùng, nâng lên, đá về sau. Và hạ đầu gối vào lại bốn điểm. Gồng chặt bụng, mình đổi qua bên kia. Nâng đầu gối, đá chân bên phải ra sau. 1, đá ra sau. 2, đá ra sau. 3, đá ra sau. 4, 5, siết bụng vào bạn đừng để rớt. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hạ đầu gối. Lắc lư nhẹ vai. Lắc qua. Lắc lại vai và lưng. Từ đây đẩy vào tư thế chỗ úp mặt một lần nữa. Giãn ra. Chân bên phải của bạn đã cao lên trời. Bước ra ngoài bàn tay phải của mình. Hạ đầu gối và úp mu bàn chân sau. Vươn tay phải lên trời. Và nhìn theo tay phải trên trời. Nhìn phần hông xuống. Giữ lại. 1, 2, 3, đạp chắc bàn chân phải ha, đừng để ngửa bàn chân phải lên. 4, và đưa tay phải ra sau, bắt lấy chân bên phải từ phía sau. Nhìn về phía sau, nào nhìn thẳng ra phía sau luôn. 5, 6,
7, 8, 9 và 10. Úp bàn tay phải xuống, nâng đầu gối phía sau lên, nâng cao lên. Từ vị trí này để mình quay về trước mọi người dễ thấy hơn. Từ vị trí mà tay phải, tay phải, chân phải đang nằm ngoài tay bên phải của mình ha. Mình sẽ co cái đầu gối nè và trượt nó từ đây lên đây, từ đây lên đây. Mọi người sẽ tập như vậy nha. Hai bàn tay hai bàn tay bạn bám chắc, chân phía sau nâng lên, khép cái cùi chỏ và đầu gối bên phải chạm vào nhau, bạn trượt xuống nè. Một, nâng lên. Hai, nâng lên. Ba, nâng lên. Bốn, nâng lên. Nhịp cuối cùng xuống rồi nâng lên, đưa về đào đó, đẩy dài ra, đá chân bên trái của bạn lên, bước ra ngoài, đặt ngoài bàn tay trái, đầu gối sau hạ xuống và vươn tay trái, nhìn theo tay trái trên trời. Hít dài, thở ra. Từ từ bạn chìa tay trái ra và bắt lấy chân trái từ phía sau, xoay mặt nhìn ra phía sau luôn. Một, hai, ba, bốn và năm. Xoay mặt về giữa, bạn chống tay của mình xuống sàn trở lại nào. Cố lên một vòng bên này nữa ha. Cố định hai tay, nhón đầu gối, nhón mũi chân, nâng đầu gối chân sau lên. Bạn sẽ đưa cái chân ra sau này, kẹp nó vào cái đầu gối cùi chỏ, bám vào nè, chống chặt tay, hạ xuống ha. Một nhịp này, nâng lên. Hai nhịp, nâng lên, trượt theo cái ống tay. Ba nhịp, nâng lên. Bốn nhịp, nâng lên. Xuống, nâng lên, bước về đào đó, đẩy ra sau, lắc hông vai, lắc người nhẹ nhàng nào. Khuỷu gối, bám tay, bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ xuống sàn, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra, cúi xuống, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên, chắp hai tay về trước ngực, thở ra, hít vào, vươn hai tay rướn cao lên, cúi về phía trước, rạp người, thở dài, hít vào, lưng song song, thở ra, rạp xuống, bước chân phanh phải ra sau, quạt hai tay, hít vào, vươn lên trời, rướn lên, xoắn về bên trái, cùi chỏ bảy vào, vặn ra, nâng ngồi sau, quay về giữa, hít vào, vươn hai tay rướn lên, cúi xuống, rạp người, đưa chân trái ra sau, đá lên trời, chỉ lên, gồng bụng vươn về trước, tấm ván nhìn xuống sàn. Một, hai, ba, bốn, rồi mồ hôi mình nó nhỏ thành dòng. Năm, sáu, bảy, tám, chín, đổ xuống sàn, thở ra, lật lên, hít vào, ôm đót mở người, lùi về sau, đào đót giãn ra sau, cố lên tiếp tục mọi người, khuỷu gối bám tay, bước lên hoặc là nhảy lên, đổ xuống sàn, hít vào, lưng song song, thở ra, rạp xuống, quạt hai tay, hít vào, vươn hai tay rướn lên, chắp hai tay trước lồng ngực, thở ra, chân bên trái, hít vào, vươn cả hai tay rướn người lên, cúi xuống, ra người, thở dài, hít vào, lưng song song, thở ra, bước chân trái của bạn về phía cuối thảm, vươn hai tay lên trời, hít vào, cánh tay vươn cao lên, xoắn về bên phải của mình, cùi chỏ trái bẫy vào gối, thẳng gối sau, nhìn về phía trước, xoắn, hít vào, quay trở lại, vươn lên, cánh tay mở lồng ngực rướn, chạm hai tay xuống sàn, rút chân phải ra đá lên trời, chỉ hẳn về phía sau, vươn về trước, tầm bán bằng 3 điểm, nhìn xuống sàn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đổ xuống luôn, hít vào, ôm đót rướn người, đợi ra, đào đót chẹn người, thở ra, khuỷu nhẹ hai đầu gối, bám tay, bước lên hoặc là nhảy lên, đổ xuống sàn, lưng song song nhìn về trước, cúi rạp, thở dài, quạt hai tay vươn lên, hít vào rướn lên, hai tay chắp trước ngực, thở ra, bạn lắc lư hông vai, nhìn nhìn người về phía sau, nhịp nhịp hai cái đầu gối, kéo giãn cái người lại, xoay tròn cái vai, nhìn nhìn về một chút theo cái vị trí nào mình cảm thấy thoải mái. Rồi bạn hạ hai đầu gối xuống sàn, bạn lau bớt hết mồ hôi đi. Thở.
Sau đó giữ vị trí ngồi lên gót chân, đặt hai tay lên đùi và mở vai ra. Nào bây giờ nhắm mắt lại, lắng nghe lại hơi thở, lắng nghe lại nhịp tim đập một vài nhịp trước khi mà mình kéo giãn, trả lại cơ trước khi mình kết thúc. Đối với những bạn mà tập nửa bài thì các bạn có thể bắt đầu nửa bài xong rồi bắt đầu từ đây tới khúc kết thúc nha. Hít vào mũi dài, thở ra. Mình sẽ cảm giác được nhịp tim mình đập bừng bừng lên. Hít êm, thở ra và êm và dài. Hai vai rũ xuống và khuôn mặt thả lỏng ra. Sau đó bạn nghiêng vai của bạn về bên trái, chống tay trái xuống sàn và vươn tay phải lên trời. Mình không cần kéo giãn nữa, mình chỉ cần nghiêng nhẹ nhàng qua thôi. Cảm giác độ căng nhẹ nhàng ở lườn bên phải của mình. Sau đó mình đổi bên, nghiêng vai về bên phải cho tới khi bạn chống tay phải, úp vai trái và giãn qua. Sau đó bạn vươn lên và quạt cả hai tay lên trời, hít vào. Chắp hai tay về trước lồng ngực và thở ra. Và bạn đá hai chân mình về phía trước. Lắc nhẹ hai chân, gác chân bên phải lên trên gối trái. Và chỉ mũi chân trái lên, bạn rướn về trước. Nếu được dùng tay bắt lấy chân, nếu được nữa rạp hẳn người xuống. Hoặc là bạn chỉ cần giữ ở đây, kéo cái lưng dài ra, kéo các đốt sống lưng, cố gắng đừng cong lại nha. Phải rướn người về trước và kéo dài lưng của mình ra. 5 4 3 2 và 1. Vươn hai tay của mình lên trời, dùng tay trái đặt lên đầu gối bên phải. Tay phải bạn chống về sau, nào xoắn hết lưng ra sau. Thở ra bạn người ổn hết về sau, nhìn về sau. 1 2 3 4 và 5. Mình quay về giữa và mình sẽ đổi bên kia. Bạn đá chân phải về trước, gác chân trái lên đùi. Hít vào rướn lên, rạp về phía trước, bắt lấy chân cúi xuống và giãn cái người mình rướn ra. Kéo dài ra. 5 4 xuống sâu hơn nếu được. 3 rạp hết xuống luôn nếu bạn có thể. 2 và 1. Vươn cả hai tay lên trời, rướn lên, xoắn về bên trái của mình. Tay phải đặt lên gối, tay trái chống và xoắn lưng ra sau, nhìn về phía sau. 1 2 3 4 và 5. Bạn quay mặt về giữa trở lại, hai chân thẳng, lắc lư, đạp hai cái bàn chân vuông góc, bạn hạ lưng của mình xuống sàn. Nằm hết lưng xuống, đạp chắc bàn chân, hai tay bạn vươn căng qua quả đầu. Hít vào, rướn các đốt sống lưng lên, đạp chắc chân, đừng xòe đầu gối ra, giữ gối vuông góc. Thở ra hạ nhẹ nhàng, từng đốt một hạ xuống. Nhịp thứ hai, hít vào lên. Thở ra hạ xuống. Những nhịp tiếp theo bạn đi tay và mông cùng nhau, hai tay úp xuôi theo người. Vừa vươn tay vừa nâng mông. Hít vào. Thở ra. Hít vào rướn lên. Thở ra. Hít vào lên. Cố chỉnh cho hai cái đầu gối thẳng hàng. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào rướn cao, ưỡn lên. Mình giữ đây một chút, cổ thẳng, cầm kéo vào ngực và đạp chắc chân. 5 4 3 2 và 1. Hạ mông của bạn xuống sàn, đan hai tay ôm đầu gối vào, thư giãn cho thắt lưng, lắc qua lại, mềm thắt lưng của mình ra. Sau đó bạn đạp hai bàn chân xuống
và trượt dài hai chân. Hai tay dang ngang, bạn đà chân bên phải cao lên, lắc lư lại, lắc qua lắc lại và khuỷu cái đầu gối phải bẩy về bên trái này, dùng tay trái nhấn xuống sàn, vặn người qua và xoay mặt về bên phải của mình. Giữ đây một vài nhịp. Sau đó bạn vươn lên và đá chân phải, hạ chân phải xuống đổi bên. Mình đá chân trái lên, lắc lư nhẹ cái thắt lưng và khuỷu gối trái nghiêng về bên phải, xoắn người qua. Và xoay khuôn mặt, vặn lưng về bên trái, vặn khuôn mặt về bên trái. Sau đó bạn nhấc lên, quay về giữa và hạ xuống sàn. Nào vươn tay qua quả đầu, kéo giãn toàn thân của mình, kéo căng ra, hít vào. Rồi thả lỏng xuống và thở dài ra. Bạn nhấc hai chân lên rớt, đột lỏng xuống. Nhấc mông lên rớt xuống, nhấc lồng ngực. Nắm chặt cánh tay nâng lên rồi thả lỏng xuống sàn. Nào hãy để cơ thể của mình mềm và lỏng dưới sàn. Hãy để các đốt sống lưng được thư giãn. Để hai đùi và gót chân của mình đổ nghiêng về hai bên. Cảm giác lưng của mình nặng và chạm xuống sàn. Các ngón tay và cánh tay được thư giãn thả lỏng ra. Kéo lên khuôn mặt. Mình thư giãn da trên khuôn mặt. Thư giãn đỉnh đầu và thư giãn toàn thân của mình. Hơi thở đi vào và đi ra chậm rãi. Mình hít và thở và buông lỏng hết toàn thân. Hãy để cơ thể mình được buông thư và được thư giãn trong vòng 7 phút tiếp theo trước khi mà mình kết thúc bài tập.
Nhẹ nhàng bạn hít một hơi sâu. Rồi thở dài ra. Bắt đầu cử động lại các ngón tay, ngón chân. Lắc lư đùi, vai. Đánh thức cơ thể lại. Nào kéo gối ôm vào lồng ngực. Ôm ép chặt vào. Và vặn nghiêng người đổ qua một bên. Và vẫn nhắm mắt. Bạn chống tay nâng người ngồi lên luôn. Hai tay đặt lên gối, vai mở ra, bạn hãy xoay tròn người xung quanh kẻ thắt lưng của mình, xoay như là lúc ban đầu mà mình làm á. Rồi xoay ngược lại. Sau đó quay về giữa, giống lưng thẳng lên. Kéo các đốt sống lưng của mình dài ra. Hãy hít một hơi dài cùng nhau. Thở dài hết ra. Và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương trong cái bài tập vừa rồi. Chắc chắn là cái bài đó tốn rất là nhiều năng lượng, đồng thời là làm bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì có thể là ngày mai thức dậy bạn sẽ cảm thấy cơ bắp rất là mỏi, rất là đau nha. Bạn có thể là nằm gác cái chân lên tường, thì ấn cái mông mình sát vào tường á, thì nó sẽ đỡ đau phần thắt lưng và đỡ mỏi vai. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Nhớ comment bên dưới cho mình biết về cảm giác của bạn sau khi tập xong bài này nha. Bye bye mọi người.